chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Series trước thì mình vừa mới dừng ở một số bánh nội địa Trung thôi đúng không? Nên là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thử bánh nội địa Trung phần 2 nhé. Hôm nay có em mình là khách mời. Nè, hôm nay mình sẽ thử số bánh còn lại. Bắt đầu thôi. Bánh lần này ngon lắm chứ. Em mình nói là bánh ngon lần trước đó, nên là cùng mong đợi nè. Đầu tiên mình sẽ thử món này. Các bạn có thấy được không? Đó. Như thường lệ thôi, mình cũng sẽ Google dịch nó. Bánh đầu tiên sẽ là bánh này. Nè. Như Google dịch thì không biết các bạn có thấy được không? Nó hơi bấm đúng không? Món này sẽ là món bánh tình yêu ấm áp. Và nó có một cái chú thích, đó là đây là bánh ưa thích. Mình cũng không biết nó là bánh gì nữa, để mình thử. Nè, em mình sẽ lột ra nhé. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Đó, các bạn có thấy không? Cái bánh nó rất là mềm. Này, trên nó có lớp gì nè. Đây, mời mọi người. Cái này là một loại bánh phong lan khác. Mình lại ăn chúng một cái bánh phong lan nữa rồi. Mềm, nồng mùi trứng luôn á, rất là thơm mùi trứng. Trứng là có cùng thêm hành, có vị hành. Có hành không? Có. Ừ, giờ là do cái sốt chơi rồi. Để cho các bạn xem. Các bạn có thấy không? Ở trên nó có một cái phần sốt này, hơi bấm một tí. Thì cái sốt đó là sốt bơ với lại hành. Không phải là nó có cái miếng hành rõ ràng đâu, nhưng mà nó có vị hành, với lại nó là sốt bơ mặn mặn, ăn chung với một bánh bông lan cũng hợp lý. Nó có vị hành không? Đó, chưa sốt. Tiếp theo sẽ là bánh này. Mình sẽ dịch nó nha. Mình nghĩ là với cái ánh sáng như vậy nó sẽ hơi lóa, nên mình sẽ đặt luôn nha. Cái này theo trên bì ghi là bánh hương vị sữa chua, trọng lượng thịt với số lượng lớn, và nó là một cái gì đó cuốn tuyết. Nên nói chung là bánh này sẽ là một dạng bánh sữa chua nữa. Để mình quay cho các bạn xem. Nhìn bữa ngon nó giống như cái bánh trung thu ấy. Nó là một cái lớp bột dẻo. Đó, cắt. Đó đây đúng. Đó. Mình đã đổi cái đĩa đen cho các bạn dễ nhìn bánh hơn, tạo hơn, nó hơi bị lá một tí nè. Cái lớp ngoài nó giống như là cái bánh trung thu dĩa của mình hay ăn. Bánh dĩa quá các bạn. Ở trong là bông lan tiếp. Lại bông lan. Đa số là mấy bánh này làm bằng bông lan. Một series bông lan. Mình sẽ dĩa ra một miếng nha. Bánh này sao? Nó dẻo. Mà nó có vị dính, cái lớp vỏ nó lại. Các bạn có thấy được cái lớp vỏ không? Hơi bóng một xíu. Sao lại lớn nhét ăn gần gần giống như kiểu dẻo á. Cái lớp gì dẻo đó, em mình nói đúng, nó giống kiểu dẻo cho thêm bông lan. Nói chung là như hôm qua lại một loại bông lan nữa kết hợp với cái lớp dẻo dẻo cũng được. Nhìn cho bạn nào thích ăn bánh trung thu, ăn lạc, ăn bánh thì được, còn ngọt thì nó không được nữa. Nhưng mà cái này nó dẻo hơn cái bánh trung thu. Cái bánh dẻo mình hay ăn nghe, chứ không phải là cái loại trung thu đó đâu. Tiếp theo sẽ tới cái bánh này. Thấy không? Đó là bánh bông lan. Là một loại bánh bông lan khác. Tôi hiểu cái này là bánh bông lan. Đúng vậy, các bạn thấy được. Mờ mờ đúng không? Mình đọc nha. Bánh này là bánh phô mai nguyên bản trên bánh sữa Nhật bán giá rẻ. Có một cái gì đó là phương pháp liệu dùng, nên là mình tạm thời đoán đây sẽ là một bánh bông lan phô mai. Các bạn có thấy không? Đó, lại một cái bánh bông lan nữa. Đó là cái gói gì ta? Cái này là cái bảo quản. Cái này là phô mai này, có miếng chiếu à. Đó, có một cái sợi dây phô mai ở trên bánh này các bạn thấy không? Không phải phô mai. Không phô mai. Nè thôi. Đập mẹ một cái mai đi. Từ 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 từ. Để đây, để lát nữa. Này mình sẽ cho các bạn coi cái kết cấu bánh. Lại mềm mịn thôi.
sẽ thử một miếng nha. Cái bánh bông lan à, nó là bông lan thơm vừa trứng, nhưng mà nó không có một xíu muối nữa nên là ăn đậm đà. Thấy muối không? Ngon à. Để mình thử xem là cái viền viền ở trên đó là cái gì. Phô mai các bạn. Nhưng mà nó giống như là cái phần một á, là mình có một cái bánh bông lan trứng muối đúng không? Nó có một cái giống vịt muối, một cái đường dây trứng vịt muối, thì cái này có một cái đường dây đến một đường dây phô mai thôi. Không, nhưng mà cái bánh bông lan này ngon. Bông lan này ăn rất hợp lý luôn á. Bỏ qua đi. Thử cái bánh ngọt đi. Tiếp theo sẽ là một cái bánh ngọt nhỏ xinh xinh. Hồi qua cái phần 1 á, là mình có một cái bánh mochi mình không quét được đúng không? Mong là cái này sẽ quét được. Mà thử là không phải thử được. Cho các bạn nhìn lại cái vỏ nha. Lại một lần nữa, những cái bánh nhỏ nhỏ như vậy mình lại không quét được tên của nó. Thôi ăn lại đi. Mình đấy nó sẽ là một loại mochi khác. Các bạn có thấy nó giống cái miếng mì sửng của mình không? Mì sửng mà ăn dính dính răng á. Đó, dịu dịu dịu. Vậy là nó y cân như cái bánh mè đen hôm qua mình ăn. Chỉ có điều là cái này là mè trắng như mì vàng vậy đó. Mì vàng, mì vàng. Ừ, cái này là mè vàng. Có nhân không? Bánh hôm qua có nhân. Màu xanh. Quay kỹ thôi có nhân. Từ từ mình sẽ quay kỹ cái bánh. Đâu nhân ra. Đó, nó có một xíu nhân nè. Tuấn ăn bánh này thì sao? Vậy nó giống như cái bánh mì sữa mình hay ăn á. Mì chan không? Thấy vậy đó. Nó mềm hơn, nó dễ ăn nhai hơn, dễ nuốt hơn à. Đó là nó dễ chín răng. Đấy rồi, chứ nó giống như bánh mì sống bình thường nha. Phần 1 là mình có một cái bánh mì màu đen. Bánh mì đen, thì hôm nay sẽ là có bánh mì vàng. Nhân là nhân đậu xanh. Nó ăn y cân như vậy luôn. Nên là các bạn nào mà thích ăn lạp xưởng ngọt ngọt các bạn mà cũng vậy, nhưng mà không muốn dính răng á, nào cũng không muốn quá dai á, thì bánh này là một sự lựa chọn tốt. Tiếp theo cái này, nhìn cái vỏ rất hấp dẫn này. Nó bị trói á. Lấy cái tay chị xong cái bánh lại. Ờ, các bạn thấy không? Nó chị dễ chảy nè. Quét. Bánh này không có chữ để quét luôn á. À, có cái chữ màu vàng. Cái bánh này mình không dịch được các bạn. Nó không có hiện ra, nó chỉ hiện ra một cái góc ở đây này là cái gì đó, phương pháp đo trọng lượng rồi này kia thôi. Không biết làm sao để cho nó đỡ bóng. Đó. Nó chỉ hiện ra cái chữ nhỏ ở đây là chữ phương pháp đo với chữ trọng lượng thôi. Còn cái chữ mà vàng vàng ở đây nè, mình nghĩ nó là tên bánh, thì nó lại không hiện ra. Thôi thử luôn đi. Mình nghĩ là cái bánh này sẽ ngon á. Nó sẽ có cái gì đó chảy ra. Không chảy đâu. Nhìn cái bì nó là chảy mà bỏ cái bánh ra dữ. Bây giờ em mình sẽ cắt. Nó chảy mà đặt nè. Cắt ở giữa đây. Đó. Ôi nó không chảy cái bạn. À. Đây là phần nhân. Nhìn nó giống giống như bánh abati á. Abati. Nó có thơm phô mai không? Nè, y chang phù giống abati á. Sẽ thử một miếng nha. Tớ thấy bánh này thì sao? Dạ. Nó phải vị phô mai. Mình không biết nó có phải phô mai không ạ. À? Nhưng mà cái nhân nó có đã. Ừ. Nhưng mà cái vị này quen hết. Giống giống như cái vị nhân của cái bánh trung thu sao á. Ừ. Nhân của cái bánh dẻo á. Cái trang ngọt thật hả? Đúng rồi, cái loại bánh dẻo mà cái viên trắng mà trung thu các bạn ăn á. Ừ. Bỏ ngoài thì phô mai cùng với cái nhân đó, nhưng mà cái nhân bánh dẻo thì nó sẽ cứng hơn. Còn cái nhân này nó mềm. Nó lại không ba luôn.
nói về phô mai ngọt nữa. Mình dịch sai rồi các bạn, thì không phải phô mai. Tiếp nha. Trứng này đấy. Xem này. Lớp bông. Lớp này chê cho mà. Này các bạn thấy không? Thấy được cái bánh chưa? Thì thôi. Đây. Trang trại giải trí và bánh mì. Mình không hiểu tại sao cái phần cái chữ ở trên này nè thì nó lại không dịch được, do mình không rành tiếng Trung Quốc nên là xin lỗi các bạn. Thôi mình sẽ dùng tay bẻ tại vì nó là cái bánh thì sẽ ngon. Đó. Các bạn có cảm nhận được cái độ bồng của cái bánh rất là mềm. Đó. Này mình ngậm vô miệng mà nó còn nhai nó bằng tay mình nha. Các bạn không cảm nhận cho mình quay ở ngoài đường nên là nó hơi ồn. Và quá nó không quay nữa. Nhờ phải công nhận cái bánh không quay rất là ngon. Không, cái này bạn mua tổng lượng 1 ký được chắc gần 20 cái á. Bạn chia ra ngày ăn 3 cái thì sẽ ăn lần ngán. Mình thấy ngán nữa. Giờ đưa mình 2 cái được tôi ngán. 20 cái nghe mình nói thì chỉ tầm như là những cái bánh nhỏ nhỏ như cái bánh này thôi. Còn những cái bánh bự như dày thì mình nghĩ 1 ký chắc chỉ tầm 15 cái. 15 thì 7 cái chứ không có 20 đó. Mà đặt chân nha, mấy cái bánh bự nó sẽ có những cái đường như vậy nè. Ao nét rồi. Nó là có một phần, nó không phải hết cái rồi. Đúng rồi, nó chỉ có một cái giải thôi. Ăn không biết là gì hết trơn. Nhưng mà nó béo béo. Thôi không, nó là mặn thiếu không? Chứ không phải đến giờ là một hơi ngán ngán rồi. Mày nghĩ là nó là cái gì không? Muối. Muối à? Nó có xíu vị cho muối ăn được ngay. Chứ ngọt ăn không béo. Nhưng mà nó chỉ có một giải thôi. Một giải thôi nha. Chứ không phải là phủ hay là nhân gì đâu. Cái này rất thuộc lắm nè. Bán nhiều. Bánh với cơm rất thân thuộc. Các bạn ở Thái nè. Dạ, yeah, Thái đúng không? Một cái bánh này thì sẽ được tầm 20-30 cái. Qua wow, hỏi. Đây là một món bánh không xa lạ tí nào hết. Đó. Thường giá dao động là chắc 5-7 ngàn á, tùy chỗ bán. Chỗ mình bán 5 ngàn. Đó, có cái bánh này là cái bánh mình thích ăn nhất luôn á, tại mình ăn rồi. Quen thuộc quá đúng không? Xong. Giống như vị sữa chua. Mà nó hơi lờ của vị sốt mayonnaise á. Giống giống vậy đó. Mình thử coi nó có bị ao nét không? Ao quá trời. Không có quay được cái bánh này. Quá chói. Để cái tay sau bánh á. Tay chị đâu có đủ đen đâu á. Đó. Ừ, nói chung là đó. Mình nghĩ cái bánh sữa chua này các bạn không có xa lạ gì đâu. À. Thôi chua chua. Thôi. Béo. Nếu như mà. Ủa đâu hết rồi. Quá đáng. Nếu như mà trong lần lượt là phần 1 và phần 2 mình thích cái nào nhất thì đó chính là cái bánh sữa chua. Tại vì ăn nó lạ và nó không ngán. Chứ những cái bánh kia toàn là bánh phong lan. Không cần mình ăn bắt buồn rồi nè. Mình sợ là review bánh phong lan hoặc các bạn sẽ ngán. Đó à, như anh dạy. Review tầm 3-4 hôm phong lan rồi luôn. Lặng luôn á. Vậy là video phần 2 review series bánh đồ nhìn chung. Series bánh nội địa chân của chúng ta sẽ kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ like và subscribe kênh của mình để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và mình sẽ review với các bạn nhiều món hơn nữa. Bye bye. Chào các bạn các video sau nha. Bye bye.